Tại cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương phải bằng mọi cách tháo gỡ vướng mắc cho dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã ngừng xây dựng từ nhiều tháng nay do hiệp định vay hết hiệu lực. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ phải hết sức chủ động tổ chức triển khai các phần việc trong thẩm quyền, đồng thời thành lập tổ công tác giám sát, đôn đốc, gỡ vướng trong quá trình thực hiện dự án. Về nguồn vốn thực hiện dự án, thành phố Cần Thơ phải đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng theo cam kết. Trước mắt, rà soát trong tổng vốn đầu tư công trung ương đã bố trí cho giai đoạn 2021-2025, để kiến nghị điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ chưa triển khai được, nếu có, sang dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang quá tải xuống cấp, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh tại Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long rất lớn. Do đó, việc thúc đẩy tiếp tục xây dựng bệnh viện quy mô 500 giường là hết sức cấp bách.